Xin chào mừng các bạn đã quay lại với kênh youtube.com Nguyễn Xuân Ngọc và tiếp tục với cái chủ đề về chia sẻ những cái thủ thuật về việc sử dụng cái trang tìm kiếm Google. Thì hôm nay mình xin chia sẻ cho các bạn một cái thủ thuật mà mình thấy rất là hay, đó là mình sẽ thực hiện các phép tính toán trên cái trang Google này. Cái thủ thuật này thì các bạn có thể sử dụng bằng điện thoại hoặc là bằng máy tính, bằng laptop vân vân. Nó chỉ yêu cầu duy nhất cho chúng ta đó là chúng ta phải có mạng internet. Thì dĩ nhiên rồi, Google là sử dụng cái nền tảng internet mà nếu không có thì chúng ta sẽ không sử dụng được nha. Thì cái chia sẻ này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tính toán trên Google. Đầu tiên thì các bạn bật cái trang Google lên, chúng ta có thể sử dụng cái địa chỉ google.com hoặc google.vn gì cũng được nha. Chúng ta sẽ bật cái trang Google lên và để hiện ra cái giao diện cho chúng ta lựa chọn cái phép tính, thì các bạn có thể nhập vào một cái phép tính bất kỳ. Ví dụ mình nhập vào 2 × 3 đây, rồi các bạn nhấn enter thì nó sẽ cho ra cho chúng ta kết quả là bằng 6. Dĩ nhiên rồi, phải bằng 6 chứ. Và bên cạnh đó thì chúng ta thấy là chúng ta có luôn một cái giao diện nha. Đây, các bạn thấy trên màn hình nè, cái giao diện để chúng ta có thể tính toán. Thì ngoài cái việc tính toán cộng trừ nhân chia thì chúng ta có thể tính luôn những cái phép toán phức tạp khác như là sin, cos, log hoặc là mũ nè, hàm mũ nhé. Đấy, thì cái màn hình cái bàn phím cái máy tính này nó giống như một cái máy tính cầm tay nha các bạn. Thì nếu các bạn có màn và có cái trình duyệt của Google này thì chúng ta có thể thực hiện đây luôn nhanh nhanh. Còn nếu không, dĩ nhiên thì các bạn cũng có thể bật cái trình duyệt tính toán này lên, tuy nhiên nhiều lúc chúng ta cũng không kiếm được, không biết được nó nằm đâu. Đấy, thì các bạn thấy là hai cái này nó giống nhau nhé, nó giống nhau, nó cũng có một số phép tính nhé. Rồi, ở đây thì mình đang hướng dẫn cho các bạn sử dụng Google thì mình tắt cái này đi. Đó, thì thực hiện phép tính thì chắc là các bạn biết rồi, rất là đơn giản đúng không, chỉ cần bấm là ra thôi. Đấy, thì đây là cái cách thức mà nó hoạt động nha. Đấy, chúng ta có thể lấy căn đây chẳng hạn. Dĩ nhiên là nó có thể tính được cho chúng ta những phép tính lẻ luôn. Nếu có phép cộng trừ nhân chia đơn giản thì các bạn có thể tự nhẩm được. Tuy nhiên những cái phép mà nó phức tạp hơn một xíu, đòi hỏi cái việc nhân chia nhiều hơn thì mình nghĩ là các bạn nên sử dụng cái này thì nó sẽ rất là hay ha. Thì nó có thể tính được cho chúng ta này, giai thừa nè, đúng không ạ, giai thừa, lũy thừa, vân vân và vân vân nha, tính được rất là nhiều thứ. Thì cái thao tác thì nó không có phức tạp, chủ yếu là chúng ta biết cách gọi nó lên mà thôi nha. Mình ví dụ mình thử một cái nha, 16 này thì các bạn thấy là một vài bước thì các bạn sẽ quen thôi. Ví dụ như căn 16 thì chúng ta sẽ bằng 4, hoặc là 16 giai thừa thì nó sẽ ra một số rất là lớn, đúng không? Đó, như vậy thì trong cái hướng dẫn này thì mình xin chia sẻ cho các bạn cái thủ thuật này và mình sẽ tiếp tục chia sẻ một số thủ thuật khác nữa rất là hay mà mình thấy các bạn có thể tận dụng cái Google và cái internet để chúng ta có thể thực hiện ngay mà không phải mất thời gian để mà tra thêm các tài liệu ở những nơi khác. Rồi, mình xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở chia sẻ tiếp theo, cũng về cái chủ đề sử dụng cái trình duyệt Google này. Xin chào các bạn.